Xin kính chào tất cả quý khách hàng. Rất vui được gặp lại các bác, các anh, các chị hôm nay. Em xin phép review một chiếc xe gầm cao 5 chỗ bản 2.0. Một dòng xe đến từ thương hiệu Nhật Bản và giá tiền thì rất là hợp lý. Chiếc Mazda CX-5. Chiếc xe này sản xuất cuối 2014. Em đang chào bán là 548 triệu, xe order 10 vạn chuẩn. Cam kết 100% máy số zin, xe không tai nạn, không ngập nước, không thủy kích. Các bác, các anh, các chị quan tâm chiếc xe này thì xin liên lạc với em qua số hotline 0978 607 555 hoặc 0941 337 888. Và nếu có thời gian thì kính mời tất cả các bác, các anh, các chị ghé về địa chỉ 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương để xem xe và thương lượng về giá cả. Chiếc xe này mặc dù là đời nó sâu thôi nhưng mà còn rất là chất xe các bác nhé. Đều xe từ sơn vỏ cho đến ngoại thất. Xe thì không lỗi về tai nạn và ngập nước thì bên em cam kết đảm bảo bằng văn bản rồi. Các bác, các anh, các anh chị nhìn giúp em này, từ cái lốp nó cũng còn rất là đẹp. Đấy, về khoang để đồ, lốp sơ cua còn chưa hạ cơ. Bác nhìn giúp em nhé, lốp sơ cua còn chưa dùng, nó còn rất là mới như thế này. Đấy, từ lốp sơ cua còn rất là mới. Lốp lắp còn rất là đẹp. Nội thất thì có ghế chỉnh điện, có gương cục, có cân bằng điện tử, phanh ABS, tổ hợp phím tích hợp trên vô lăng. Đấy, chiếc xe này thì vẫn có đề nổ thông minh start tốt rồi, có điều hòa tự động, có camera lùi, có màn hình theo xe, nội thất ghế da, có cửa sổ trời. Đấy, các bác, anh, các chị cùng ngắm luôn giúp em chiếc xe này. Rất là đẹp luôn, mặc dù là đời 2014 thôi nhưng mà keo chỉ thì không mất phần nào. Keo chỉ không mất phần nào luôn ạ. Khoang ngồi cũng khá là rộng rãi. Thực ra là đời 2014 mà tìm được con xe mà chủ mà đi giữ thì cũng không phải là đơn giản đâu các bác ạ. Về vấn đề như lỗi tai nạn, ngập nước, thủy kích, máy số còn zin là bên em bảo hành rồi. Để một chiếc xe 2014 mà để các anh các chị tìm và gặp được những chiếc xe đẹp, những chiếc xe đều xe thì thực sự nó cũng không phải là đơn giản một chút nào các bác nhé. Chiếc xe này thì để em kiểm tra xem là lốp của nó. Chiếc xe này đã thay nguyên một dàn lốp rồi này, mới thay nguyên một dàn lốp nên là còn rất là đẹp, được thửa nguyên một dàn lốp cuối 2020. Em sẽ quay qua khoang động cơ ạ. Cam kết máy còn zin 100%, nguyên zin từng con ốc một, máy số bắt buộc là phải zin rồi, không thủy kích, không bổ máy. Các bác cứ đến xem và kiểm tra từng cái ốc chân máy giúp em này. Em quay như thế này là cũng rất là kỹ, nếu bác nào không xem được thì có thể zoom lên. Ốc nắp cabo này, còn những cái xước sát móp méo bên ngoài thì nó xông cánh khỏi được các bác nhé. Rằng còn nguyên này, keo hết còn nguyên hết này. Các bác nhìn giúp em này, đây là những cái vết keo nguyên từ của nhà máy đấy ạ. Ổ khóa nắp cabo còn nguyên. Máy nguyên zin 100% và đầu rằng chassis nguyên. Xe không tai nạn, không ngập nước. Chiếc Mazda CX-5 gầm cao 5 chỗ này em đang chào bán để nhà mình tham khảo là 548 triệu. Đang chào bán tại duy nhất một địa chỉ là 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Các bác, các anh, các chị nếu có nhu cầu tham khảo, tìm hiểu, quan tâm mẫu xe Mazda CX-5 bản 2.0 thì liên lạc với bên em và hoặc đến trực tiếp địa chỉ để xem xe và thương lượng về giá cả. Ngoài ra trên showroom nhà em thì còn rất là nhiều các mẫu xe đẹp, ngày nào cũng về, ngày nào cũng cập nhật bán tại cửa hàng. Nên là các bác có thời gian thì cứ ghé về xem hoặc đăng ký trên kênh của em để có thể lựa chọn cho mình những cái mẫu xe đẹp nhất. Yeah.